dục, toàn bộ thế giới này có nhiều cách phân tích trình bày, trong đó có một cách, chỉ nói đến chữ dục là đủ rồi. Từ chuyện mình muốn cái này muốn cái kia mới dẫn đến chuyện mình ghét cái này ghét cái kia. Có thích ghét mình mới có hướng giải quyết thích ghét, chính vì mình tìm cách giải quyết cái thích và cái ghét nên mình mới tạo các nghiệp. Nghiệp ác thì đi xuống, nghiệp thiện thì đi lên, và bắt buộc quý vị phải tuyệt đối đồng ý với chúng tôi một điều đó là toàn bộ thế giới này nếu bỏ đi chữ, ý muốn thì không còn cái gì hết. Một đứa bé bò lổm ngổm ở dưới đất, nó cũng phải muốn cái này muốn cái kia, nó muốn mẹ nó, nó muốn đồ chơi, nó muốn bình sữa vân vân. Con giun đất bò trong đất thì nó cũng phải muốn cái gì đó, nó muốn đi tới, nó muốn đi lui, nó muốn chui xuống đất. Đến con giun mà nó vẫn còn có ước muốn, con người cũng vậy, tất cả mọi hoạt động lớn bé của chúng ta từ cá nhân đến đoàn thể, mọi lĩnh vực văn hóa, tôn giáo, chính trị, xã hội, kinh tế, ngoại giao, quân sự. Tất cả đều được khởi đi từ ước muốn cho nên Đức Phật dạy rằng chỉ riêng chữ, muốn, thôi là cả một vấn đề rất là lớn để chúng ta tìm hiểu nó. Trong từng phút từng giờ chúng ta phải xác định mình đang muốn cái gì, và muốn ở đâu thì ghét đi bên cạnh đó. Một, dục là gì, có rất nhiều thứ dục, tùy mỗi người mà chúng ta thích cái gì. Trình độ dẫn đến thái độ, do tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý, và môi trường sống mà nó dẫn đến chuyện chúng ta thích cái gì và từ đó ghét cái gì. Hai, dục duyên khởi, dục duyên khởi ở đây nghĩa là xúc, Súc rất là quan trọng, bởi vì do sáu căn tiếp xúc sáu trần, hoặc nói một cách khác, do sự gặp gỡ, sự hội ngộ, sự tương phùng giữa căn và trần nó mới tạo ra các dục. Đức Phật và các bậc thánh nói chung cũng có xúc, cũng có sáu căn, sáu trần. Nhưng cách tiếp xúc của các ngài không giống như mình, cách tiếp xúc của các ngài là cách tiếp xúc của một người có niệm có tuệ, còn cách tiếp xúc của mình chỉ có tham sân si ái mạn kiến nghi thôi. Bản thân xúc không có tội, nhưng có trường hợp ngài nhắc đến xúc để ngài lưu ý mình một điều, nhiều khi vấn đề tệ hại nhất lại được khởi đi từ cái mấu chốt không có gì đáng nói. Ví dụ, ban đêm trước khi ngủ mình nghe người lớn nhắc coi chừng cửa nẻo nghen. Thật ra cái cửa mà quên cài chốt không có chết người. Hoặc là coi chừng củi lửa nghen, thật ra một đốm lửa đầu tiên được thắp trên bàn thờ hay trong bếp, hoặc chốt cửa quên gài không có cái nào gây chết người. Nhưng vấn đề đằng sau đó, đằng sau chốt cửa không được cài, đằng sau đốm lửa trong bếp không được để ý, đằng sau cái ngọn nến trên bàn thờ trong gian nhà thờ không được để ý, đằng sau cái không đáng gì đó lại dẫn đến bao nhiêu cớ sự can tràng. Bản thân xúc không có cái gì hết, nó chỉ là chỗ gặp mặt của sáu căn sáu trần thôi. Thánh phàm đều có sáu căn sáu trần hết, nhưng ngài lưu ý cho mình thấy một chuyện rất là quan trọng, hãy nhớ nghe, ngay cái chỗ không có gì này mà bất cần thì chết người như chơi. Nhiều khi ngài nói thẳng vô phiền não, đây là gốc khổ. Đây là tham, đây là sân, đây là si, ái, mạn, kiến, nghi, nhưng có chỗ ngài không nói ngay cái điểm nguy hiểm mà ngài nói cho mình thấy một chuyện rất là nhẹ nhàng, nhớ nghe chỗ này không nguy hiểm nhưng mà con bất cần là con chết, chết ngay chỗ này. Như hồi nãy tôi nói, cái chốt cửa, có biết bao nhiêu người ngủ mà không gài cửa. Điều đó có nghĩa là cái chốt cửa không được gài không đủ để cho mình chết mà cái vấn đề là đằng sau cái chốt cửa không được gài cẩn thận ấy, đằng sau cái đốm lửa được nhen lên từ nhà bếp ấy, đằng sau ngọn nến được thắp lên trong gian thờ ấy nó lại là tiền đề, là cơ sự để khởi lên vô vàn hệ lụy ngay sau đó. Cho nên đầu tiên phải lưu ý, chúng ta luôn luôn sống vật lộn, sống chung với lũ, luôn luôn sống với các ý tưởng ước muốn này nọ. Việc đầu tiên phải biết sự có mặt của các ước muốn. Thứ hai, là phải biết rõ những ước muốn đó từ đâu nó đi ra, chính từ cái xúc. Toàn bộ cái chuyện quý vị giữ giới, bắt quan hay vô thiền viện ngồi thiền toàn là giải quyết cái chữ xúc thôi. Tại sao quý vị không tiếp tục ở nhà tại vì quý vị sợ có những cuộc hội ngộ với sáu trần mà có khả năng phương hại cho tâm tư của mình. Chứ còn tu đâu cũng được, tu tâm chứ đâu phải tu tướng, tu hình, tu dáng vẻ đâu. Tu là tu tâm, nhưng tại sao anh phải giữ bát quan? Chính từng cái giới bát quan là những bờ đê, bờ chắn, ngăn anh, hạn chế anh tiếp xúc với những trần cảnh có khả năng phương hại cho nội tâm của mình. Đó là tu xúc đó quý vị. Tại sao mình không ở nhà mình tu thiền mà phải khổ cực chạy lên tiền viện làm gì? Vì trong bối cảnh, điều kiện của thiền viện chúng ta có thể kiểm soát sáu xúc của mình tốt hơn quan trọng lắm tại sao mình phải đi tụng kinh tại sao mình phải nghe pháp tại sao mình phải gần gũi bạn lành tăng ni hành giả là vì qua những cuộc gặp gỡ đó sáu xúc của chúng ta được quan sát được kiểm soát 3. dục sai biệt ở đây ngài nói do căn cơ sở thánh của mỗi người không giống nhau nên mỗi người thích một kiểu trong số những người thích nhìn đã có trăm ngàn kiểu cách nhìn trong số những người thích nghe có trăm ngàn kiểu thích nghe ông a à, ông B thích nghe nhạc nhưng loại nhạc ông A thích không giống nhạc ông B thích. Mà cho dù thích cùng một loại nhạc thì ca sĩ họ thích không giống nhau. Chưa hết, cái gu hỏa âm phối khí của mỗi ông không giống nhau. Có ông thích mục mạc đơn giản, có ông thích cầu kỳ đầy đủ mới chịu nghe, cho nên ngay trong cái hình ảnh âm thanh mình thích cũng đã không giống nhau rồi. Đó gọi là dục sai biệt. T. 4. Dục dị thục, thích cái gì, chính những cái thích đó tạo ra những hướng dẫn đến hành động. Chính cái dục đó tạo ra các quả thiện ác sướng khổ đời sau những quả thiện ác, sướng khổ đó được gọi là dục dị thục. Có nghĩa là cái hệ quả đi ra từ ước muốn quá khứ. Cho nên mỗi một phút, mỗi một giờ trôi qua hãy tự hỏi lòng mình, mình đang theo đuổi cái gì, theo đuổi tức là dục. Cái mà mình theo đuổi nó sẽ quyết định lối về mai này của chúng ta. Đó là dục dị thục. Năm. Dục đoạn diệt, ngày nào chúng ta không còn dục nữa, hết một cách tuyệt đối thì ngày đó chúng ta không còn sanh tử nữa. Có nhiều khi mình không còn trong năm dục vật chất, nhưng chúng ta còn kẹt trong dục tinh thần, chẳng hạn như chúng ta còn đam mê trong tiền định, trong thần thông, trong các cõi trời phạm thiên, như vậy cũng còn ước muốn, mà còn ước muốn thì còn trốn về. Cho nên dục đoạn diệt ở đây là cứu cánh niết bàn. Khi mình không còn thích cái này cái kia nữa, thì lúc đó mình không còn sanh tử nữa. Và con đường nào dẫn đến sự đoạn diệt ấy, chính là bát chánh đạo. Chỉ có tu bát chánh đạo tức là tu giới định tuệ hoặc nói rộng ra là 37 phẩm bồ đề, chỉ có hành trình đó mới giúp cho mình kết thúc. Trích nhật ký chép bằng kinh tập 20 sư Giác Nguyên giảng